Kính cảm ơn quý vị đã tiếp tục với chúng tôi ở phần 2. Cái đoạn phần 2 thì trong thời gian mới đây, chúng ta vừa trải qua một cái cơn đau đớn là kỷ niệm 30 tháng 4, ngày đất nước bị Đảng Cộng sản tước đoạt quyền sống. Chuyện này, nó tới giờ này, nó sẽ tình hình như thế nào? Anh Điệp sẽ điểm qua về cái di hài về kinh tế chính trị và một vài quan điểm về cá nhân của anh về vấn đề 30 tháng 4. Dạ thưa anh. Dạ thưa anh, kính thưa anh. Mới vừa đây một hai ngày thì ở bên hải ngoại thì kiều bào, nghĩa là người Việt Nam mà định cư ở hải ngoại đã làm một cái lễ gọi là tưởng nhớ đến ngày đau thương, tức là ngày mất nước, cái ngày mà Cộng sản Việt Nam nó xua quân vi phạm mọi cái điều ký kết Hiệp định Paris, hoặc giả là mọi cái chuyện gì ký kết ở trong dòng bí mật bên ngoài họ không có tôn trọng gì cả. Thì cái chuyện mà 30 tháng 4 thì chúng ta đã biết rồi. Tuy nhiên anh nhớ rằng cái năm ngoái thì họ còn nói tới cái vấn đề là ai là cái người viết cái viễn văn cho ông Dương Văn Minh đọc. Thì ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã bôi trắng thay đen, lấy trái làm thật và mọi cái chuyện theo ý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng là ở Việt Nam nó cũng cũng có những tiếng nói trung thực, tiếng nói của người dân, của những người trí thức, của những người hiểu biết, mà họ cho rằng cái chuyện mà Đảng Cộng sản Việt Nam, các người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiếu công bình khi cho rằng ông Phạm Xuân Thệ chỉ là một đại quý, phó trung đoàn trưởng của một cái trung đoàn 66, cái thời gian đấy để vào trong Dinh Độc Lập. Và chính cái ông này là người đã viết cái diễn văn cho ông Dương Văn Minh đọc. Và nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rằng là cái người thật sự mà làm cái việc này chính là ông trung tá chính quỹ của cái đoàn xe tăng 203, là ông trung tá Bùi Văn Tùng mới là người viết cái chuyện này. Và ở bên Việt Nam các cái người thức giả họ đã làm một cuốn phim, và cuốn phim này có thể nói là chiếu khắp tất cả thế giới và ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái quân ủy trung ương, mà quân ủy trung ương thì chúng ta thấy rằng là trong cái bộ sậu của ông Trọng, ông Phúc, ông Chính và các ông bộ trưởng ngoại giao, các ông bộ trưởng bộ quốc phòng, đại tướng Lương Cường và các cái ông mà chủ nhiệm tổng cục chính trị, các ông đó hè nhau ra một cái thông tư, và trong cái thông tư này xác nhận rằng là ông Phạm Xuân Thệ mới chính là cái người làm việc đấy, mà những cái bằng chứng có tính cách nghĩa là rõ ràng của các cái người học giả, của các cái nhà nghiên cứu, người ta đã chứng minh là không phải cái điều đó. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng cái quyền lực của mình để áp đặt. Thì cái chuyện này rõ ràng chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ làm theo ý của họ, ý muốn của họ chứ không phải là ý muốn của thực tế của lịch sử. Thì mọi chuyện suy ra mọi chuyện thì chúng ta thấy rằng là có một cái bàn tay phù thủy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái chuyện mà năm nào ra rã họ cũng tổ chức ăn mừng cái ngày mà gọi là ngày chiến thắng, ngày đánh tan đế quốc Mỹ, là tiêu diệt cái là chế độ ngụy quân ngụy quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nghe họ nói là hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng mà thực sự lúc nào họ cũng đào sâu cái hố chia rẽ, cái hố Bắc Nam, cái hố người quốc gia và người cộng sản, và kể cả những cái lứa tuổi hiện tại là thế hệ 48 năm đã qua, bây giờ có thế hệ thứ ba và kể cả thế hệ thứ tư, kể cả trong trường học mẫu giáo họ cũng nhồi nhét
những cái tư tưởng là không có bao giờ mà hòa giải, không có bao giờ mà hòa hợp được. Nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, chúng ta không có để là chính trị nó chen lấn vào cái việc mà nhận xét của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng như thế này: cái kẻ thắng trận, cái người ở cái vị thế ưu đãi ưu tiên, thì cái người đó phải mở rộng bàn tay, phải hàn gắn, phải quên đi mọi chuyện thì mới gọi là hòa giải được. Còn đằng này, kể cả những người chết còn đã bị phân biệt đối xử, mồ mả của các cái chiến binh của người lính quốc gia đã không được tôn trọng, và cái nghĩa trang của liệt sĩ thì càng ngày càng vĩ đại lên, và kể cả trong cái ngôi mộ không có chi cả, mà bây giờ người ta phát hiện là có xương chó, xương mèo, họ cũng để là của liệt sĩ. Trong lúc đó nghĩa trang của các cái người lính tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì họ coi thường, họ cho trâu, cho bò, họ trồng những cái cây mà có nghĩa là rễ thật cao và đâm vào trong các cái ngôi mộ. Thì vì vậy cho nên dĩ nhiên phe thắng trận thì họ cũng phải lúc nào họ cũng cho mình là cái người cao, người lớn, thì mình cũng chắc mình cũng hiểu được cái việc đấy. Tuy nhiên sau khi mà bức màn nó đã đóng trở lại thì các anh phải thấy rằng là cái tình tự dân tộc giữa con người với con người và người Việt Nam với nhau thì mới là đáng quý. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ họ chấp nhận một cái ý kiến ngược lại, không bao giờ họ chấp nhận một cái người mà có thể là khác cái chính kiến của họ, kể cả những người mà họ được họ đào tạo nhưng mà bây giờ có những cái tư tưởng tiến bộ, có những cái tầm nhìn cởi mở, thì là đều bị buộc tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm vào lợi ích của cá nhân, của tập thể, của nhà nước, của này kia, để mà đưa các cái người đấy vào dòng lao lý. Và tất cả đều cho là chống phá nhà nước và có âm mưu là lật đổ. Thưa anh, bây giờ chúng ta có khoảng là gần 200 người các cái nhà mà tự do dân chủ đang bị giam cầm. Thì nếu thật sự ra theo tôi đó, 200 người này có kết hợp là một đi nữa, họ cũng không có làm mẻ một cái cộng lông của Đảng Cộng sản Việt Nam được. Chẳng qua đấy là những ý tưởng, nhưng mà đối với người Cộng sản Việt Nam là những ý tưởng mà trái nghịch là không có chấp nhận được. Vì vậy cho nên luôn luôn họ dùng những cái biện pháp rất là thô bạo, hà khắc để mà họ khống chế. Thì mới vừa chưa có ráo bằng lời, cách đây chưa có bao lâu, thì ông tiến sĩ Nguyễn Quang A là một cái người có thể nói là có uy tín và là một cái người mà yêu nước Việt Nam, chứ không phải là ông có cái mưu đồ gì ấy. Thế mà ông đi xuất ngoại, ông có hộ chiếu, có passport, có visa để đi qua Thái Lan trước khi ông dự định đi Âu Châu, thì ông đã bị chặn lại ngay ở trên phi trường và lấy lý do là anh có vấn đề về an ninh, anh không được xuất cảnh. Thì ông cũng ok, các anh lập biên bản và các anh cho tôi biết lý do. Thì họ lập biên bản xong mà cái vé máy bay của ông người ta xé, người ta đưa cho ông có một phần nửa của cái giấy bị xé đó đi. Thì ông bảo rằng là các anh xé cái vé máy bay của tôi thì tôi không thể nào liên lạc với hàng không Việt Nam để đòi lại cái số tiền mà tôi đã bỏ ra mua cái vé này. Thành ra mình thấy cái thủ đoạn rất là nham hiểm, rất là ác độc, kể cả đối với các đồng chí của họ. Và nếu mà đối với đồng chí của các họ thì anh nhớ lại rằng là cái chuyện ông Lê Đình Kình đã bị giết, đã bị phanh thây, đã bị moi gan, moi đủ thứ ở trong nội tạng. Thì anh thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ là một cái người họ không có tình người. Nói đúng ra là họ là có cái thú tính. Vì vậy cho nên chúng ta khi mà có giao dịch với Đảng Cộng sản Việt Nam thì anh chỉ là con người bị lợi dụng mà thôi. Và cái tin tức mới vừa nhất là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ đã đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào cái tình trạng là những quốc gia bị quan tâm. Mà khi mà Việt Nam bị đưa vào trong đấy thì anh sẽ thấy rằng có những cái tệ hại
mà sắp tới đây người dân Việt Nam sẽ lánh chịu trong cái lúc mà hiện thời bây giờ tình hình kinh tế của Việt Nam là vô cùng, có thể nói là bi đát. Người công nhân bị thất nghiệp, các cái công ty xí nghiệp khai phá sản, nhà cửa, địa ốc thì coi như trùm chăn và xuống giá, và các cái cửa hàng sang nhượng với nhau nhưng mà nó vẫn trống trơn. Đó là cái tình trạng hiện tại của cái đời sống của người dân. Nhưng mà đảng Cộng sản nó không cần. Dù dân có đói, dù dân có khổ thì cá nhân họ cũng là sung sướng mà thôi. Vì vậy cho nên Hòa Thượng kích thích không tánh trong cái phần mà nhận xét và trả lời báo chí nước ngoài, thì Ngài có nói rằng là nếu đưa Việt Nam vào trong cái chuyện mà các cái quốc gia bị quan tâm thì chỉ khổ cho người dân mà thôi, chứ tất cả các cái lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng no béo cả, họ đã có, xin lỗi, họ có tiền ở trong nhà băng nước ngoài, họ có nhà cửa ở nước ngoài. Như anh phần trình bày vừa qua là họ lãnh có 10.000 đô la một năm, mà con họ đi du học một năm cả 100.000 đô la thì không biết số tiền đó ở đâu. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đến đây đã hết giờ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình lần tới. Xin kính mong quý vị tiếp tục theo dõi anh em chúng tôi. Xin trân trọng kính chào.